Chào mừng các bạn đến với cơ khí Hoàng Phú. Có rất nhiều bạn thắc mắc về Phú là tại sao mà cái máy của chúng ta lại không cắt được những cái cây sắt bản lớn như sắt Y150 hay là Y250. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt. Có một số bạn chưa tiếp xúc với nghề thì chưa biết cách thay đá, thì hôm nay mình cũng hướng dẫn luôn cách mình thay đá. Chúng ta xoay cái máy vào đúng cái chốt. Có nhìn thấy cái chốt không ạ? Hơi tối. Cho con ốc vào, cho thêm một bản mã nữa vào, hai cái chứ. Bắt cửa làm được, dễ làm được. Chúng ta tháo cái đào cũ ra, cho viên đá mới vào đúng quy cách. Sau đó các bạn siết chặt. Để nó không bị chai đá, mình sẽ để cách cây sắt ra so với mặt đỡ. Để mình cắt thế này thì nó sẽ không, nó đỡ bị chai đá. Mà đối với những người bạn mới thì làm thế này thì hơi nguy hiểm. Đây là cách của mình để mình làm nó đỡ bị chai đá và cắt sẽ nhanh hơn.
cắt hết tầm các bạn, để sát cây sát của mình vào. Đấy. Điều chỉnh cho nó thẳng lưỡi cắt. Cắt thêm một nữa là xong, hoàn thành xong phần cắt. Vừa xong mình mới hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta có thể cắt những cây sắt bản lớn một cách dễ dàng và nhanh nhất. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để đón nhận những video mới nhất của Phú. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.